sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn. Còn các cầu thủ Thanh Hóa trong bộ trang phục màu vàng sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải. Pha bóng của Lucas Rocha. Ngay ở những giây đầu tiên, Thanh Hóa đã được một quả đá phạt góc. Dễ dàng nhận thấy quyết tâm của đội khách ngay sau tiếng còi khai cuộc. Vào thời điểm này thì Thanh Hóa đang đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Thầy trò huấn luyện viên Fabio Lopez chưa giành được một trận thắng nào với 2 trận toàn thua và cũng chưa ghi được một bàn thắng nào ở mùa giải năm nay. Trong 2 vòng đấu đầu tiên của V-League mùa giải năm nay, Thanh Hóa chơi không đến nỗi nào. Thậm chí họ còn chơi được cho là rất tốt trong trận đấu với Hải Phòng và cả Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng trong cả 2 trận đấu đó thì Thanh Hóa đều để thua ở những phút cuối. Trong cuộc tiếp đón Hải Phòng trên sân nhà, Thanh Hóa để thua ở phút thứ 82 bằng pha lập công của Joseph Mbade. Còn trấn làm khách trước Thành phố Hồ Chí Minh, họ để thua ở những giây bù giờ sau pha đánh đầu của Xuân Nam. Hà Minh Tuấn, Đinh Thế Trung, đường chuyền hơi non. Và Vũ Samson, pha tranh chấp không khoan nhượng ngay ở những phút đầu tiên. Nhịp độ của trận đấu đã diễn ra nhanh ở những phút đầu tiên và chúng ta dễ dàng nhận ra hai đội đều có quyết tâm của mình. Một trận cầu mà hai bên đều đang rất khát điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Rõ ràng một điểm không phải là mục tiêu chính của cả hai đội ở trong trận đấu này. Tiếp tục với Trần Gajiso. Phá bóng an toàn của cầu thủ phải Nguyễn Anh Hùng. Rõ ràng là đưa tốc độ với Hoàng Vũ Samson. Một tình huống xử lý an toàn như vừa rồi là hoàn toàn chính xác. Tốc độ trận đấu đã được đẩy lên tương đối cao ở những phút đầu tiên. Bàn thắng ở V-League năm 2019. Đối với IBKB thì khi thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội FC thì anh cũng đã có 4 bàn thắng. Pha xử lý hơi lung túng của Nguyễn Anh Hùng ném biên cho Thanh Hóa. Trên hàng công cho đến thời điểm này, Thanh Hóa vẫn chưa ghi được bàn thắng nào ở V-League năm 2020. Đó có lẽ là một sự thất vọng. Đủ rất sâu của IBKB.
đội trưởng Đinh Thanh Trung vẫn là một niềm hy vọng rất lớn của Quảng Nam. Năm 2019 thì đội trưởng Đinh Thanh Trung có tới 9 bàn thắng cho Quảng Nam. Thời điểm này có lẽ tìm được một cầu thủ ngoại đã quá hiểu V-League là rất khó. Chính vì vậy những cái tên như Kajisu và Ibukebe sẽ được các cầu thủ ưu tiên. Và nó cũng rất giống với trường hợp của Victor Mansaray của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Như Tuấn hay, và qua người hay của Như Tuấn. Như Tuấn là một cầu thủ có cái chân trái tương đối khéo léo. Quãng nghỉ sau thời gian giãn cách xã hội cũng là một thời gian rất tốt để cho Hà Minh Tuấn có thể hồi phục hoàn toàn chấn thương. Rằng anh cực kỳ quan trọng trên hàng công của Quảng Nam. Đánh đầu, bóng tìm đến đầu của Hà Minh Tuấn. Hà Minh Tuấn là một trong những cầu thủ trung phong nội chơi đầu có thể nói là tốt nhất ở V-League năm 2019. Josep Balik. Đội bóng Hậu Việt của Quảng Nam. Chơi bóng tương đối tốt của Gajiso. Sơn bên phía Quảng Nam. Huấn luyện viên người Italia Fabio Lopez bên phía đội Thanh Hóa. Tình huống xử lý hay của Hà Minh Tuấn, sẽ có một tình huống đá phạt trực tiếp cho Quảng Nam. Và đây sẽ là một cự ly đá phạt rất thuận với cái chân trái của đội trưởng Đinh Thanh Trung. Phạm lỗi với Hà Minh Tuấn vừa rồi chính là Lê Văn Đại. Chắc chắn đây sẽ là một tình huống hết sức nguy hiểm dành cho đội chủ nhà Quảng Nam, khi đứng trước bóng sẽ là đội trưởng Đinh Thanh Trung. Là một trong những cái chân trái có thể nói là tốt nhất Việt Nam. Cả vòng của Samson lẫn Gatiso cũng đã lùi về rất sâu để tham gia phòng ngự ở tình huống trực tiếp vừa rồi. Cầu thủ đang nằm sân có lẽ là trung vệ Lucas Rocha. Năm 2020 thì Lucas Rocha cũng đã có một bàn thắng cho Quảng Nam.
Nam đã tiếp đội khách Thành phố Hồ Chí Minh ở trong vòng 1 của V-League năm nay. Tình huống tham gia tấn công và đánh đầu ghi bàn của Lucas Rocha mở tỷ số cho Quảng Nam. Nhưng rất đáng tiếc thì các cầu thủ Quảng Nam đã không giữ được lợi thế đó khi để Viết Phú và Xuân Nam lần lượt ghi bàn và giành thắng lợi chung cuộc 3-1. Thì Quảng Nam của huấn luyện viên Vũ Ông Việt đã mất rất nhiều trụ cột vì chấn thương và đó là khó khăn cực lớn đối với Quảng Nam. Những cái tên như Hà Minh Tuấn, Nguyễn Hoàng Quốc Trí và Huy Hùng, rõ ràng Huy Hùng là một cái tên mà có lẽ huấn luyện viên Vũ Ông Việt rất nhớ trong quãng thời gian mà Quảng Nam đã thi đấu rất sa sút. Một phần ở đó thì Nguyễn Hồng Sơn đã chưa thể nào mất được khoảng trống của Huy Hùng. Hồng Sơn là một cầu thủ còn rất trẻ, rõ ràng so với Huy Hùng thì anh chưa thể sánh được. Đầu tiên tốc độ trận đấu diễn ra tương đối nhanh thì những phút vừa qua có vẻ như hai đội đã phần nào giảm đi tốc độ của trận đấu. Dứt điểm. Người vừa dứt điểm có lẽ là Garciso. Dứt điểm nhanh bằng chân trái của ngoại binh bên phía Thanh Hóa. Một tình huống có phần nào mất tập trung của hàng thủ Quảng Nam. Phá bóng bằng đầu không thực sự dứt khoát của hậu vệ phải Nguyễn Anh Hùng đã tạo điều kiện cho các cầu thủ có một tình huống dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành của đội nhà. Diễn biến đầu tiên của trận đấu này có thể thấy rằng đây là một trận đấu mở. Của Hà Minh Tuấn. Hà Minh Tuấn là cầu thủ có thể lực rất tốt nhưng anh cũng rất hay gặp những chấn thương. Thứ 15 của hiệp 1 cuộc đối đầu giữa Quảng Nam và Thanh Hóa, tỷ số vẫn đang là không đều so với những gì diễn ra ở đầu trận đấu. Thì lúc này nhiệt độ của trận đấu này đã có phần giảm xuống. Ta cũng có thể nhận thấy thời tiết khá nắng nóng tại Quảng Nam. Và có lẽ khi hiệp 2 tiết trời dịu mát hơn sẽ là lúc mà hai đội đương sức một trận đấu mở với những pha đôi công của cả hai câu lạc bộ. Dẫu vậy đến thời điểm này vẫn chưa có một tình huống nguy hiểm nào được tạo ra bởi chân sút của cả hai đội. Tình huống đáng chú ý nhất có lẽ đó là pha dứt điểm rất nhanh của Garciso ít phút trước đây. Ngay trước trận đấu với Quảng Nam thì đội bóng xứ Thanh đã thanh lý hợp đồng với Philippe Encia và ký hợp đồng với Garciso. Nhưng trong cuộc đối đầu giữa Quảng Nam và Thanh Hóa trong chiều nay, chúng ta sẽ chờ đợi màn so tài và đối đầu giữa Hoàng Vũ Song Sơn và Ibu Kebe. Cả hai cầu thủ đều nhận được rất nhiều sự kỳ vọng. Hoàng Vũ Song Sơn và Ibu Kebe đều là những chân sút đã từng khoác áo câu lạc bộ Hà Nội. Và lấy bóng rất mạnh mẽ của Paulo Pinto. Như Tuấn
rất nguy hiểm. Đây, cái vào. Bóng chạm đầu của Hà Minh Tuấn rất đáng tiếc. Một pha bóng sở trường của tiền đạo Mao số 9. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên đã được tạo ra bởi Hà Minh Tuấn. Bên phía đội chủ nhà Quảng Nam, chúng ta cùng xem lại tình huống này. Một pha tạt bóng rất tốt của Như Tuấn. Và bay người lắc đầu về góc xa cũng rất đẹp của Hà Minh Tuấn. Bóng đi trên cột dọc. Hà Minh Tuấn đã trở lại sau chấn thương. Anh thi đấu tương đối tốt trong trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Và nếu như trong quý vừa rồi Hà Minh Tuấn có được bàn thắng thì đó sẽ là một bàn thắng rất ý nghĩa, giải tỏa sức ép dành cho tiền đạo này. Đó là cơ hội nguy hiểm đầu tiên mà phía chủ nhà Quảng Nam tạo ra. Khi mà những cái tên nhận được rất nhiều sự kỳ vọng đó là Ibukebe và Gasisu chưa kịp lên tiếng, thì vừa rồi suýt chút nữa thì Hà Minh Tuấn đã có thể tạo ra được sự khác biệt. Đây là Lucas Rocha, người ghi bàn thắng duy nhất cho đội chủ nhà Quảng Nam tính đến thời điểm này. Ở mùa giải năm nay, Quảng Nam có được 2 bàn thắng nhưng thực ra mới chỉ có 1 cầu thủ lập công trong vòng đấu thứ 2. Và bàn thắng của Quảng Nam do Hoàng Vi Sai đá phản lưới nha. Còn pha lập công của Lucas Rocha đến từ vòng đấu đầu tiên trong trận thua 1-3 trước Thành phố Hồ Chí Minh. Đội tuyển Thanh Hóa thì họ vẫn chưa ghi được bàn thắng nào. Gasisu. Một pha cài người tốt. Ibukebe đã lùi rất sâu. Nhiệm vụ của Ibukebe tại Quảng Nam lúc này không khác là mấy so với Hoàng Vũ Sam Sơn ở giai đoạn 2 của V-League 2019. Ở giai đoạn 2 2019, Hoàng Vũ Sam Sơn chuyển tới Quảng Nam và Sam Sơn đã thể hiện được giá trị của mình với 7 pha lập công và giúp Quảng Nam lột xác hoàn toàn và trụ hạng thành công. Và bây giờ cũng là một bản hợp đồng cho mượn đến hết mùa giải này. IBKB được kỳ vọng sẽ làm mới hàng công của Quảng Nam. Lucas Rocha đang theo kèm rất sát đối với Gasisu. Ngày hôm nay Thanh Hóa không có sự phục vụ của Đinh Tùng. Đó cũng là một sự vắng mặt rất đáng tiếc. Đinh Tùng không có tên trong danh sách đăng ký của đội bóng xứ Thanh. Cơ hội. Bóng đã thuộc quyền kiểm soát của Quảng Nam. Paulo Pinto không được đến được vị trí của Như Tuấn. Đinh Thành Trung ném biên dành cho đội chủ nhà. Thành Trung. Đến lúc này mỗi đội đều đã có một pha dứt điểm về phía công thành của nhau. Với Thanh Hóa đó là pha dứt điểm của Gasisu. Hoàng Vũ Sam Sơn rất nhanh. Một pha cắt bóng kịp thời của Huỳnh Tấn Dinh. Sam Sơn cũng không còn xa lạ gì với Quảng Nam. Anh rất hiểu lối đá của đội chủ sân Tam Kỳ. Liệu trong trận đấu ngày hôm nay Sam Sơn có tạo ra được sự khác biệt hay không? Sam Sơn và Gasisu là hai mũi nhọn cao nhất trên hàng công của Thanh Hóa. Từng có một kỷ niệm đẹp với Quảng Nam ở mùa giải năm ngoái, nhưng bây giờ trong màu áo của Thanh Hóa thì Sam Sơn sẽ gánh vác nhiệm vụ ghi bàn
khi mà Thanh Hóa cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Ibukebe khá nhịp nhàng. Ibukebe không thể vượt qua được Nguyễn Vũ Hoàng Dương. Rõ ràng tiền đạo người Pháp còn cần rất nhiều thời gian để hòa nhập với lối đá của Quảng Nam. Hoàng Thái Bình, Yusuf Balik, và Sisu. Không có pha phạm lỗi của Tấn Sinh. Anh Hùng, Hà Minh Tuấn, một pha đi bóng và chuyền sai của Paulo Pinto. Ở V-League năm 2019 thì ở lượt đi Quảng Nam đã giành chiến thắng 3-0 trước cao thủ Thanh Hóa, và Samson đã đóng góp một bàn cho cao thủ Quảng Nam. Lượt về thì Thanh Hóa đã giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước Quảng Nam. Đó là một sự đối đầu hết sức cân bằng. Những 5 lần gần đây nhất Thanh Hóa hành quân đến sân Tam Kỳ thì họ hòa 2 và thua tới 3 trận. Và lần gần đây nhất Thanh Hóa có được chiến thắng trước Quảng Nam tại Tam Kỳ đã diễn ra cách đây 6 năm, đó là tại V-League năm 2014. Minh Tuấn, Pinto, bóng vẫn trong chân của cao thủ Quảng Nam, không biết vị, rất hay. Bóng vẫn trong chân cao thủ Quảng Nam, Hồng Sơn. Lỗi cho các cầu thủ Quảng Nam, cầu thủ phạm lỗi của Hà Minh Tuấn đó là Hữu Dũng. Cầu thủ Quảng Nam đang tăng tốc. Nếu như không có đầu ngón tay của Nguyễn Thanh Diệp, có lẽ bàn thắng đã đến với Quảng Nam. Một pha lật bóng tương đối dẻo của Paulo Pinto. Tinh thần của các cầu thủ Quảng Nam đang rất lên. Lối chơi của họ cũng rất khác với những gì trong trận đấu mà họ gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở cúp quốc gia. Cho đến thời điểm này thì cả Quảng Nam và Thanh Hóa đã đều phải dừng bước ở cúp quốc gia ở vòng 1/8. Chuyền bóng đang là Paulo Pinto. Thử thách cho thủ môn Nguyễn Thanh Diệp. Sẽ có phạt góc cho các cầu thủ Quảng Nam. Sút phạt của Pinto không đi qua được rào chắn từ phía Thanh Hóa. Bóng khẽ chạm vai của Hoàng Vũ Samson, sẽ có phạt góc. Cầu thủ Quảng Nam đã có hai cơ hội rất nguy hiểm về phía khung thành của Thanh Hóa. Phản công cho các cầu thủ Thanh Hóa, Samson, Hữu Dũng. Tốc độ của Samson, anh đã vượt qua được Nguyễn Anh Hùng. Rất hay. Nhưng ngay sau đó thì Nguyễn Anh Hùng cũng đã kịp thời về bọc lót cho Tấn Sinh. Tốc độ của Samson vẫn là rất tốt.
nếu như chỉ có một cầu thủ phòng ngự rất khó khăn thì phải đối đầu với Hoàng Vũ Samson. Rất may trong tình huống vừa rồi thì Nguyễn Hùng đã kịp thời để sửa sai cho tình huống đầu tiên của mình. Mùa giải năm nay thì huấn luyện viên Vũ Ông Việt cũng không đặt mục tiêu quá cao cho đội bóng của mình. Ông chỉ ra chỉ tiêu lọt vào top 8 ở V-League năm 2020. Còn đối với Thanh Hóa thì họ cũng đặt ra chỉ tiêu là cố gắng đạt thứ hạng cao nhất có thể ở cả hai đấu trường, đó là V-League cũng như Cúp Quốc gia. Nhưng ở đến thời điểm hiện tại thì Thanh Hóa cũng đã phải dừng bước ở Cúp Quốc gia ở vòng đấu 1/8 trước BKMX Bình Dương. Hoàng Dương. Không được. Tình huống phối hợp không thành công của các cầu thủ Thanh Hóa. Rất hay của Ibukebe. Rất nhuyễn, Đinh Thanh Trung. Như Tuấn. Không được, tình huống tiếp bóng đầu tiên của Như Tuấn là không tốt. Bóng vẫn trong chân của Đinh Thanh Trung. Lật bóng, nguy hiểm, bóng vượt cắt ngang khung thành của Thanh Hóa. Rõ ràng là những tình huống tấn công của đội chủ nhà là sắc nét hơn. Khá nhiều cơ hội nguy hiểm của các cầu thủ chủ nhà tạo ra trước khung thành của Thanh Hóa. Nếu như trong tình huống vừa rồi Hàn Minh Tuấn tập trung hơn và anh nhập thành thì có lẽ anh đã có một cơ hội về phía khung thành của Nguyễn Thanh Diệp. Vào ngày hôm qua thì những trận đấu đầu tiên của vòng 3 UEFA V-League 1 năm 2020 cũng đã diễn ra. Trên sân nhà thì Hải Phòng đã hòa 0-0 trước Thành phố Hồ Chí Minh. Dược Nam Hà, Nam Định đã thất thủ 1-2 trên sân Thiên Trường trước Viettel. Câu lạc bộ Sài Gòn có trận đấu hòa rất tiếc nuối trước các cầu thủ BKMX Bình Dương với tỷ số là 0-0. Một trận đấu mà các cầu thủ Sài Gòn chơi rất hay, tạo ra rất nhiều cơ hội trước đội khách BKMX Bình Dương, nhưng bàn thắng vẫn không chịu đến với họ. Tỷ số hòa 0-0 không phản ánh đúng cục diện trận đấu giữa Sài Gòn và BKMX Bình Dương. Cùng giờ với trận đấu mà chúng ta đang theo dõi là trận đấu được diễn ra trên sân Vinh trước đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An và SB Đà Nẵng. Và tỷ số của trận đấu đó vẫn đang là 0-0. Vào hồi 18 giờ thì Than Quảng Ninh cũng sẽ tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Cẩm Phả. Và trận đấu muộn nhất được diễn ra trong ngày hôm nay là trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội và đội khách Hoàng Anh Gia Lai. Và đó sẽ là một trận đấu có thể nói là rất hay, một trận đấu tâm điểm ở vòng đấu này. Các trận đấu sẽ được chúng tôi truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của VTV Cup. Triển khai lối chơi của Quảng Nam đã tốt hơn rất nhiều so với trận đấu ở Cúp Quốc gia gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Bóng vẫn còn. Không được. Tình huống
treo bóng cuối cùng của Đinh Thanh Trung, bóng đi hơi sâu. Lối chơi của Quảng Nam vận dụng rất nhiều vào cái chân trái của đội trưởng Đinh Thanh Trung. Treo bóng rất có ý đồ của số 7 bên phía Quảng Nam cho Hà Minh Tuấn. Cầu thủ chơi đầu rất tốt. Phút thứ 32 của trận đấu và đội khách Thanh Hóa dường như chưa có được một cơ hội nào thực sự nguy hiểm về phía khung thành của Quảng Nam. Trong khi đó thì đội chủ nhà đã có 3 cơ hội có thể có bàn thắng trước đội khách. Đầu tiên chơi tấn công ngay thì đến phút này Thanh Hóa có vẻ như đang lùi sâu đội hình và chơi thận trọng hơn. Trận đấu ở V-League năm 2020 thì Thanh Hóa đang có một chuỗi trận đấu có thể nói là hết sức thất vọng tại V-League, khi đã có tới 13 trận đấu Thanh Hóa chưa biết mùi chiến thắng ở V-League, trong đó họ đã có 11 trận thua. Dứt điểm, một tình huống có thể nói là lơi lỏng nơi hàng phòng ngự của Quảng Nam. Lucas Rocha và Tấn Sinh trong tình huống vừa rồi đã giữ cự ly không thực sự tốt. Pha xâm nhập hết sức bất ngờ vừa rồi là của Balik. Rocha và Tấn Sinh đứng quá xa nhau. Và người mắc lỗi nhiều hơn trong tình huống vừa rồi có lẽ là Huỳnh Tấn Sinh. Rất may cho Quảng Nam là tình huống dứt điểm cuối cùng của Joseph Balik bóng đi lập bập và không chính xác. Minh Tuấn, một lần nữa thì bóng lại tìm đến cái đầu của Hà Minh Tuấn. Nhưng lần này thì pha tiếp xúc của Minh Tuấn là không tốt. Rất tiếc cho cơ hội đầu tiên bằng đầu của Hà Minh Tuấn. Đó có lẽ phải là bàn thắng. Một tình huống lật bóng cực hay của Như Tuấn bên phía cánh trái. Bóng đi rất vừa tầm. Nguyễn Thanh Diệp cũng chỉ biết đứng nhìn sau tình huống đánh đầu của Hà Minh Tuấn. Rất may cho Thanh Hóa là bóng đi chệch cột dọc chỉ trong gang tấc thôi. Đã xuất hiện hơn nhiều hơn những đường truyền dài trực diện bên phía đội khách Thanh Hóa. Với những đường truyền dài trực diện như vậy thì có lẽ là rất khó khăn, bởi cả Huỳnh Tấn Sinh và Lucas Rocha đều là những cầu thủ có chiều cao rất tốt. Và ra vào hợp lý vừa rồi của Nguyễn Thanh Diệp. UKB, pha xử lý hay của Hà Minh Tuấn. Lỗi của Ebasi. Ở mùa giải năm trước thì Ebasi cũng chơi khá hay trong màu áo của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Anh cũng là một những thành viên góp công lớn giúp cho Thành phố Hồ Chí Minh đạt danh hiệu Á quân. Lần phạm lỗi rất chênh lệch giữa hai đội. Và xử lý hay của Hồng Sơn. Thanh Trung lật bóng.
còn trong sân. Nỗ lực đáng khen của Lê Văn Thắng. Tình huống có lẽ là chủ động phạm lỗi từ xa của Huỳnh Tấn Sinh với Gassisu. Huỳnh Tấn Sinh là một trung vệ có thể hình, có thể nói là rất lý tưởng. Nhưng có lẽ anh cần phải cải thiện thêm khả năng phòng ngự cá nhân. Và đó cũng là điểm yếu của hậu vệ trái Đinh Viết Tú. Đinh Viết Tú là một hậu vệ trái có những pha tấn công và những tình huống tạt bóng rất tốt bằng cái chân trái của mình. Thể hình của Đinh Viết Tú cũng rất tốt, nhưng đôi lúc trong những tình huống phòng ngự cá nhân thì Đinh Viết Tú và Huỳnh Tấn Sinh vẫn mắc những lỗi tương đối cơ bản. Có lỗi cho các cầu thủ Thanh Hóa. Cầu thủ vi phạm lỗi đó là Lê Phạm Thành Long. Tôi vừa nhắc đến thì Huỳnh Tấn Sinh đã có một tình huống phạm lỗi có lẽ là không cần thiết. Vì đây là một trong những cự ly đá phạt có thể nói là hết sức nguy hiểm. Chắc chắn cầu thủ sút phạt có thể sẽ là Gassisu. Gassisu là cầu thủ thuận chân trái. Và đây sẽ là một góc đá phạt rất phù hợp với những ai thuận chân trái. Không được, không vượt qua được hàng rào bên phía Quảng Nam. Phản công Hồng Sơn. Hồng Sơn đi bóng tốc độ bên phía cánh phải, lật bóng rất nguy hiểm. Không hiểu sao trong tình huống vừa rồi thì Bukele lại đánh đầu ra ngoài. Không thể tin được. Và lật bóng của Hồng Sơn là hoàn hảo. Quá đáng tiếc cho Quảng Nam. Một tình huống đánh đầu vào trong còn dễ hơn ra ngoài rất nhiều. Nhưng Ibukebe đã làm được điều khó hơn. Và lật bóng có thể nói là cực kỳ cơ bản của Hồng Sơn bên phía Quảng Nam. Cơ hội thứ tư bị bỏ lỡ bên phía chủ nhà. Chắc chắn bên ngoài sân thì huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đang rất nuối tiếc những cơ hội mà các học trò của mình đã bỏ lỡ trong hiệp 1. Từ 40 của trận đấu tỷ số vẫn đang là 0-0. Quá đáng tiếc cho cá nhân của Ibukebe cũng như là Quảng Nam. Nếu như họ có bàn thắng mở tỷ số thì có lẽ họ sẽ dễ chơi hơn rất nhiều. Thế trận mà Quảng Nam đã tạo ra trước Thanh Hóa ở hiệp 1 là rất tốt. Chính xác là trong khoảng 20 phút vừa qua, đội chủ nhà Quảng Nam chơi tốt hơn rất nhiều so với Thanh Hóa. Tuyến tiền vệ của đội chủ nhà hoạt động tích cực và chơi ăn ý. Hai cơ hội ăn bàn 10-10 của Ibukebe vừa rồi và trước đó là của Hà Minh Tuấn đều đến từ những tình huống tạt bóng từ hai biên. Quảng Nam xứng đáng có được bàn thắng trong hiệp 1. Nếu nhìn về những gì mà thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã thể hiện trong suốt quãng thời gian vừa qua. Bây giờ Thanh Hóa tiếp tục được hưởng quả đá phạt. Hiệp 1 chỉ còn khoảng hơn 4 phút nữa là sẽ khép lại. Ít nhiều thì Ibukebe đã để lại dấu ấn. Trong khi đó Gassisu có vẻ như hơi đơn độc trên hàng công của Thanh Hóa và chưa hòa nhập chung với lối chơi của cả đội. Nếu như tình huống trước đó Ibukebe có thể đem về bàn thắng cho Quảng Nam, đó sẽ là một sự ra mắt tuyệt vời của tiền đạo người Pháp. Và bây giờ thì Phạm Văn Cường sẽ phải đối mặt với một pha đá phạt.
Thêm một lần nữa bóng không thể vượt qua hàng rào của đội chủ nhà. Tuyến tiền vệ của Thanh Hóa đang tỏ ra lép về hơn so với Quảng Nam. Chủ yếu đội khách sử dụng những pha bóng dài hướng thẳng đến vị trí của Ga Sisu. Pha đi bóng với mạo hiểm của Paulo Pinto, gôi, rất đẹp. Và ra chân của Hoàng Vũ Samson. Khi còn khoác áo Quảng Nam thì Hoàng Vũ Samson đã có 7 pha lập công trong 12 trận đấu. Quả là đáng tiếc đối với Quảng Nam khi mà họ chưa có được bàn thắng vượt lên dẫn trước trong trận đấu ngày hôm nay. Ngày hôm qua chúng ta được chứng kiến cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Sài Gòn và BKM Bình Dương. Đội chủ nhà Sài Gòn cũng tạo ra được rất nhiều những cơ hội nguy hiểm và có thể nói là ăn bàn 10-10. Nhưng họ đã kết thúc trận đấu với kết quả hòa không đều. Dẫu vậy màn so tài giữa Quảng Nam và Thanh Hóa vẫn còn cả một quãng thời gian rất dài, đó là hiệp 2 trước mắt. Và xử lý của Lê Phạm Thành Long và can thiệp của Ewonder Apasi. Đi tới chung, trọng tài đã cắt còi. Và va chạm giữa Nguyễn Hồng Sơn và Lê Phạm Thành Long. Một pha bóng tiểu xảo của Lê Phạm Thành Long. Tuy nhiên đến thời điểm này trọng tài Vũ Nguyên Vũ vẫn chưa rút ra bất kỳ một chiếc thẻ vàng nào dành cho cầu thủ của cả hai đội. Rõ ràng là tỷ số 0-0 không phản ánh đúng những gì mà Quảng Nam đã thể hiện cho tới lúc này của hiệp 1. Những cơ hội đến với Hà Minh Tuấn và Ibu KB, những cơ hội có thể nói là hết sức ngon ăn. Và can thiệp rất hay vừa rồi là của Hồng Sơn. Hôm nay chơi rất tốt so với trận đấu mà anh gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Pinto lật bóng, tình huống lật bóng hết sức nguy hiểm bên phía đội chủ nhà. Rõ ràng những tình huống tấn công trực diện như vừa rồi của Thanh Hóa rất khó có thể vượt qua được chiều cao của Lucas Rocha cũng như là Tấn Sinh. Phút cuối cùng của hiệp 1, đội chủ nhà Quảng Nam đang chơi áp sát, họ pressing ngay mỗi khi mất bóng. Lỗi của Pinto đối với Hoàng Vũ Samson. Samson chính là đồng đội của nhau giai đoạn lượt về V-League năm 2019. Như vậy là sẽ chỉ có 1 phút bù giờ cho thời gian hiệp 1. Đây có lẽ sẽ là tình huống cuối cùng trong hiệp đấu này. Khó khăn với thủ thành Phạm Văn Cường phía Quảng Nam.
Như vậy đúng lúc này thì trọng tài Vũ Nguyên Vũ cũng đã nổi hầu còi kết thúc hiệp 1 của trận đấu giữa đội chủ nhà Quảng Nam và đội khách Thanh Hóa. Tỷ số hiệp 1 là 0-0. Quảng Nam đã tạo ra rất nhiều cơ hội về phía đội khách Thanh Hóa, nhưng rất đáng tiếc là họ đã chưa mở tỷ số. Ibukebe có lẽ là cầu thủ đã bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc nhất của Quảng Nam trong hiệp 1. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả xin tạm nghỉ trong ít phút để chúng ta sẽ cùng quay trở lại với hiệp 2 của trận đấu. Kính thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và thông báo số 46 của Ban điều hành giải về việc rút giải phòng chống dịch COVID-19